Cho đến lúc này thì 3 trận đấu ở vòng knockout SEA Games năm nay đều không thể kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức. Trận tranh huy chương đồng giữa Malaysia và Indonesia hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và không đáng hiệp phụ. Hai đội giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu, Indonesia thắng và giành huy chương đồng. Thanh Bình, Việt Anh, chính xác, Tiến Linh ở cánh trái đang di chuyển là Phan Tấn Tài, một trong những cầu thủ hoạt động tích cực ở hiệp đấu này. Anh đã và nếu trận này chúng ta thắng bằng bàn thắng này thì có thể nói ông Park Seo đã hơn ông Phôn Kinh một cái đầu. Chúng ta sẽ theo dõi tình huống mà Tuấn Tài treo bóng vào trong và Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu đầy hiên ngang để ghi bàn thắng mở tỷ số. Vâng, Phan Tuấn Tài đã tạo ra một đường băng với cú tạt bóng chính xác tới từng cm và Nhâm Mạnh Dũng cất cánh với một pha đánh đầu không cho Kawin một chút cơ hội nào. Tôi có thể khẳng định rằng đó là một khoảnh khắc châu Âu ở sân cỏ Đông Nam Á. Tất cả đều tuyệt vời trong tình huống này. Không thể tin được khi mà chúng ta đã ghi bàn thắng ở thời điểm rất bất ngờ như vậy đối với U23 Thái Lan. Bình tĩnh lại để xem lại pha bóng này thì chúng ta thấy rất hay. Tiến Linh thay vì phát triển một đường bóng ở bên phía cánh phải với Lê Văn Đô, Tiến Linh lại chuyển hướng sang bên phía cánh trái vì có lẽ tin tưởng vào chất lượng tạt bóng của Phan Tuấn Tài. Và anh Cường có nhớ không ai là người tạt bóng cho Bảo Toàn hạ gục Thái Lan tại chung kết U23 Đông Nam Á? Đó là Phan Tuấn Tài. 1-0 hôm đó và bây giờ chúng ta đang dẫn 1-0 hôm nay.